quý vị, tiếp tục chương trình hội nghị đối thoại doanh nghiệp. Chiều nay đã diễn ra phiên đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp nước ngoài FDI. Theo đó, mũi nhọn du lịch, dịch vụ đã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi nguồn vốn đầu tư FDI đã giải ngân cho lĩnh vực này giảm 80%. Thu ngân sách nhà nước từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chỉ bằng khoảng 80%. Thu hút mới đầu tư nước ngoài giảm 71% về số lượng và 64% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019. Ghi nhận các công tác phòng chống dịch cũng như hỗ trợ doanh nghiệp được thành phố nỗ lực triển khai thời gian qua, đa số đại diện các doanh nghiệp FDI đánh giá lộ trình mở lại các hoạt động kinh tế xã hội, kịch bản tăng trưởng năm 2022 của Đà Nẵng cơ bản là phù hợp và đúng hướng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp FDI kiến nghị một số vấn đề liên quan đến khôi phục hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa, vaccine và nhập cảnh cho các chuyên gia. Thành phố cần bàn bạc thống nhất với các tỉnh lân cận trong khu vực miền Trung để áp dụng biện pháp cách ly một lần đến người dân có nhu cầu đi lại, công tác ngoài thành phố. Đối với vấn đề này, tôi cho rằng thành phố phải suy xét 7 yếu tố, tốc độ, hiệu quả và tính linh hoạt. Vì lợi ích kinh tế, chúng tôi cho rằng không cần thiết phải đóng băng việc di chuyển, nhất là cản trở doanh nghiệp đi lại, mà thay vào đó cần đưa ra những cảnh báo về những khu vực có nguy cơ cao để họ tránh đến các khu vực đó và dần nới lỏng các quy định cách ly đối với những người đã được tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19. Thành phố cần cung cấp thông tin một cách rõ ràng và minh bạch về kế hoạch mở cửa trở lại và các bước cùng hướng tới mở cửa lại, quy trình sản xuất an toàn để các doanh nghiệp có thể hướng dẫn nhân viên đảm bảo các điều kiện làm việc trong tình hình mới, cùng với đó là tiêm chủng cho toàn bộ người dân và doanh nghiệp. Mô hình ba tại chỗ và các biện pháp hạn chế đi làm việc như hiện nay, theo yêu cầu của chính quyền đặt ra là không bền vững trong thời gian tới. Trước hết, là để bảo vệ sức khỏe và tinh thần của nhân viên chúng tôi, bất chấp tất cả những nỗ lực mà chúng tôi dành cho họ trong thời gian này. Việc xa nhà sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất, tâm lý và tinh thần của người lao động nếu điều này không kết thúc sớm nhất. Thứ hai là chi phí rất cao, không bền vững. Dự báo của tất cả nhà máy của chúng tôi về khoản chi phí này đến cuối năm là khoảng 100 tỷ đồng, trừ khi tình hình được cải thiện. Qua nghe các kiến nghị của doanh nghiệp và giải đáp của đại diện các sở ban ngành đối với các nhóm vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, nhận thức và chia sẻ với những tổn thất của doanh nghiệp, thành phố đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ như chi phí xét nghiệm, chi phí thuê mặt bằng, hỗ trợ doanh nghiệp trả lương cho lao động ngừng việc, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đồng thời bày tỏ sự trân quý và cảm ơn sự chung tay đồng hành của các doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa đến các doanh nghiệp FDI trên địa bàn. Tôi xin khẳng định là lãnh đạo thành phố sẽ cam kết giải quyết từng những vấn đề cụ thể, những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh. Thì tôi đề nghị các sở ngành phải quán triệt cái tinh thần này. Thành phố cũng sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp an tâm trong đầu tư sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng và để cho doanh nghiệp và thành phố của chúng ta cùng phát triển bền vững. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các doanh nghiệp FDI cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch phục hồi sản xuất gắn với các phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh tương ứng với các cấp độ dịch bệnh trong dài hạn, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, tiếp tục tham gia cùng với thành phố trong xây dựng kế hoạch, phương án phục hồi kinh tế, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tiễn, quan tâm chăm lo đời sống, chế độ cho người lao động, đảm bảo quy định. Cũng tại phiên đối thoại này, thành phố đã tổ chức khen thưởng cho các doanh nghiệp FDI có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế năm 2020. Các doanh nghiệp FDI đóng góp lớn cho công tác phòng chống dịch và thực hiện tốt công tác ba tại chỗ trong thời gian qua.